Hơn một tháng nữa, vườn nho xanh 1.000m2 của ông Hải sẽ cho thu hoạch. Để có nguồn cung kịp thời phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, từ 2 tháng trước, ông đã chủ động bấm cành, kích thích cây nho ra hoa đúng thời điểm. Dự kiến vườn nho nhà ông Hải sẽ cho sản lượng khoảng 2 tấn với giá bán 50.000 đồng một ký. Như ở đây là nhìn thấy cái vườn nho xanh của tôi là trái rồi nó xanh mướt. Đó, nó không bị nấm bệnh gì hết như năm vừa rồi. Tôi thấy là thu hoạch của tôi là năm nay là rất cái giá là tôi thấy là nó cũng cao và ổn định hơn những năm trước. Theo thống kê, lượng mưa toàn tỉnh Ninh Thuận những tháng cuối năm nay thấp hơn 10-20% so với năm ngoái. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhà nông Ninh Thuận mạnh dạn chăm sóc cây trồng vụ đông xuân. Thời điểm này, nhiều bà con trồng nho trên địa bàn đã cắt rải vụ đón đầu dịp Tết. So với năm ngoái thì nó đạt phải trên 50%. Tại năm ngoái cái mùa nho Tết là hư hết rất là nhiều. Năm ngoái là coi như là trong những năm khó khăn nhất của người làm nho. Chỉ còn hy vọng giá cả nó ổn định được thì cho bà con coi như là có thu nhập. Thì từ đó mới tạo động lực cho bà con có duy trì để phát triển cái đồng nho nó càng ngày càng tốt hơn. Vùng trồng nho Ninh Thuận có hơn 1.000 hecta, sản lượng hàng năm đạt trên 26.000 tấn. Năm nay có khoảng 300 hecta nho đang vào vụ sản xuất, phục vụ thị trường tiêu thụ cuối năm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp Ninh Thuận, để đảm bảo nguồn cung trong dịp Tết năm nay, nhà nông cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để kịp thời có hướng xử lý, đảm bảo sản xuất vụ Tết chất lượng, an toàn.